Im lặng nha. Hello. Okay, good evening, teacher. Or what? Evening, teacher. Evening. Okay, yes. How are you today? Good. Good. Okay. We can say another way. Now, another way. Con dùng cách khác cho cô nói là hôm nay con rất là vui, rồi là con rất là như nào nhỉ? Kiểu đặc biệt á. Có cách nào nói ngoài I am good, I am fine không? Có cái nào khác không? Feel I feel good. Okay, good job. What Còn cách khác là another way. Còn không? Còn không? That's all. Okay. Đó. So, okay, that's good. So, let's tell me about your activity. What did you do today? This morning, this afternoon, what did you do? Okay. Play football. You play football with whom? With whom? With whom? Với ai? With whom? Friend. With your friends. Okay. So how many friends do you play with? Six, seven. Six or seven people, right? Six or seven friends I play with. Okay. I play football with six or seven friends today. Okay. And what is the day today? Today it is on Thursday. It Tuesday. Tuesday, okay, Tuesday. Thursday is thứ năm, Tuesday is thứ ba, right? Okay, vậy chúng ta. Okay, now, first, I will give you some comments about your, okay, your translation. Cái phần dịch của Đức Anh hả? Thì cô có nhìn thấy con dịch rồi, con viết rồi. Okay. Tuy nhiên, cái phần đó thì cô chưa đọc hết được. Bởi vì là Đức Anh gửi cho cô hơi hơi muộn. Không sao, nhưng cô sẽ xem và chúng ta sẽ so sánh. Nào, để nói phần, cô sẽ đến phần speaking trước nhá. Speaking, ok. Can you hear your voice? Okay. Right? Now listen together. We will listen together. My name is Đức Anh. I spell Leducanh. I come from Hà Nội capital. I am a student. I study in grade 5. I study in Đoàn Thị Điệp Secondary School. My hobby is playing game, watching TV. Rồi, okay, now. Okay, so, là chúng ta nói my hobby is. Okay, Đức Anh đã nhớ, con đã nhớ là hobby chúng ta sử dụng là số nhỏ. Hobby. Hello Đức Anh. Hello. Con nghe thấy cô nói không? Ok, thế để cô nói tiếp nhá. Nào, cái phần con nói là my hobbies đúng không? Thì Đức Anh đã nói là hobbies được rồi, số nhiều được rồi đúng không? Khi chúng ta chủ ngữ là số nhiều thì động từ to be của chúng ta sẽ phải là ok. Và đấy Đức Anh nói hơi nhanh một chút nên là Đức Anh quên. Đức Anh sử dụng is. Ok. However, tuy nhiên là Đức Anh đã sử dụng được là có ba cái, cô nghe thấy có ba cái sở thích của con và cái cuối cùng thì Đức Anh đã sử dụng được and rồi. Ok, và một điều nữa, một điều ưu điểm nữa đấy là Đức Anh đã sử dụng được verb in của cô, ví dụ như là reading này, watching hay là listening
thì chúng ta sử dụng được verb in rồi đúng không? Ok, nào hôm nay chị cô sẽ muốn là con nói một cái bài mà chúng ta có từ nối với nhau. Ví dụ nhé, I come from Hà Nội capital, I am a student and I study in grade 6 at Đoàn Thị Điểm secondary school. My hobbies are listening to music, watching TV and playing football with my friends. Ok, thì chúng ta có cái intonation, tức là người ta gọi là ngữ điệu, right? Intonation, do you know? Ngữ điệu, con biết, con từng nghe cái câu ngữ điệu trong tiếng Anh chưa? Yes, ok, yeah, ok, good job. Yeah, ok, now, chúng ta sẽ practice. Ok, chúng ta sẽ practice together nhé. Chúng ta sẽ luyện tập một chút cùng với nhau. Bây giờ sử dụng từ nối, sử dụng từ nối đấy là từ end của cô. Con nói là sở thích của tôi là đọc sách, uống sữa và nghe nhạc. Mình sẽ nói là đọc sách, uống sữa và nghe nhạc. My hobbies are reading book, drinking milk, and listening to music. Okay, listening to music, good job. Now, thế Đức Anh nói là drinking a milk đúng không? A milk. Yeah. Okay, chúng ta chỉ nói là drinking milk, không cần nói là drinking a milk. Drinking milk, được chưa? Chúng ta bỏ chữ ơ cho cô nha. Ok, rồi, nào, một lần nữa là one more time. My hobbies are reading book, drinking milk, listening music. Oh, nào, chữ N của cô đâu? And listening to music. Ok, yes, and listening to music, ok. Yeah, great job. Nào, chúng ta sẽ nghe lại cái đoạn cuối của cái này. Reading book. Yeah. Ok, cái phần cuối thì cô ca ngợi đấy là cái phần âm đầu của con á, cái âm cuối của con book. Thì Đức Anh đã nhấn mạnh được cái chữ ca đấy và cô nghe rất rõ. That's all. Ok, yeah. Sau một bài nói của chúng ta có thể nói là gì nhỉ? That's all thì chúng ta thường nói trực tiếp với nhau. Được chưa? Còn nếu như mà con muốn nói cho mọi người cùng nghe thì con sẽ nói là Thanks for listening. Cảm ơn vì đã nghe con nói, đúng không? Right? Yeah. Ok. Nào, hôm trước thì cô có ra bài tập đấy là dịch. What else? Còn gì nữa nhỉ? Yeah, dịch rồi đúng không? Dịch rồi. Thế còn gì nữa? Cô bị động. Ok. Thế đây là cái gì? What is this? Đây là con dịch rồi. Thế còn câu bị động thì cô chưa thấy hả? Ok. Câu bị động á? Câu bị động của chúng ta đâu nhỉ? Chưa có đúng không? Có gửi tôi... rồi mà. Con gửi rồi hả? Để cô xem nào. Cô chưa thấy. Câu bị động là con nói, là con làm trong cái phần bằng tiếng Anh á, là cô có cho con là 6 câu chủ động và chuyển sang câu bị động á. Đức Anh còn nhớ không? Đây là bài tập từ hôm đó. Thế thì Đức Anh đã ghi được 6 cái câu đấy của cô chưa? My name is Đức Anh. Con ghi rồi. Con ghi rồi á? Thế Đức Anh làm 6 câu chủ động chuyển thành bị động của cô chưa? Con chỉ biết câu bị động thôi. Đấy, con biết câu bị động, con gửi ảnh cho cô. Rồi, ok. Nhưng mà cô không nhìn thấy. Bây giờ Đức Anh sẽ viết lại cho cô xem nào. Bây giờ Đức Anh phải gửi ảnh cho cô thì cô mới chữa chính tả được cho con. Được chưa? Cô bảo gửi cái này ạ.
Okay. Yes, I see. Okay. Rồi, con có nhìn thấy màn hình của cô không? Có. Okay. Rồi, đây là câu bị động đúng không nhỉ? Ừ. Okay, now. Number one. Can you read number one for me? Câu số 1 là gì đây? Cái cây được trồng bởi cái cây được trồng trong ga trong vườn bởi tôi. Okay. The tree was planted in the garden by them. Okay. Now number two. I was given a book. By. Cô sửa từ Mai này. Cô sửa từ ai? My brother. My brother, đó, ok. Cô biết mà, trong phần viết của chúng ta thì chúng ta sẽ phải cẩn thận. Vì thế nên cô mới bảo con là phải sửa, viết và chụp cho cô. My brother, chúng ta hiểu bài đấy, nhưng mà trong phần viết đấy mà chúng ta viết nhầm là chúng ta cũng sẽ không được tính điểm. My brother, that's up. Ok, now, next sentence is my today. What is this? Motorbike. My motorbike, oh my god, motorbike. Cô nhìn cảm giác như là nó bị bung cái đầu và phần đuôi á. Motorbike. Ok, con nhìn thấy không? Cái phần này của con nhé. Motorbike chúng ta phải nối đúng không? Motorbike was stolen đúng không? Ok, nhưng mà nha, Đức Anh về nhà cố gắng viết chữ đẹp cho cô một chút nhá. Ok, được chưa? Chữ đủ to rồi, đủ rõ rồi. Tuy nhiên là viết đẹp một chút để chúng ta dễ nhìn hơn. Was stolen last night. Okay. But by whom? Ai đánh cắp? Hay là chỉ vậy thôi hả? Cô không có tân ngữ nữa đúng không? Okay, rồi. Yes. Tiếp theo là my brother was. What is this? Was anh what? Trai là. Okay. You don't know how to. Oh, anh trai là tiền. Oh my god, anh trai là tiền của tôi á. Thế câu gốc của cô là gì? Câu gốc của cô là gì? Anh trai là tiền của tôi. Có được không nhỉ? Chúng ta phải có động từ ở đây. Ví dụ như là tôi đưa tiền cho anh trai. Anh trai tôi được nhận tiền bởi tôi. Câu này có vấn đề một chút nha. Khó quá, con viết linh tinh. Thế thì con phải hỏi cô, con phải viết cho cô câu gốc thì cô mới sửa cho con được. Cô biết là khó chứ? Sẽ có cái khó. Nào, cái câu gốc nào, Đức Anh đọc cho cô câu gốc nào. Câu gốc là câu chủ động ạ. Là như nào nhỉ? Ai. Ai. What was given. Cô bỏ chữ H đi. I was. Given. Okay, given. Money. Two brother. Okay, two brother. Nào, chúng ta có two brother không? Yeah, chúng ta nói là tôi đưa tiền cho anh ấy thì đúng là I give money to him. Give something to somebody. Đưa cái gì cho ai đó. Give something to somebody. Đưa cái gì cho đó, cho ai đó. Tuy nhiên là đây là câu bị động. Câu bị động thì chúng ta phải sử dụng to hay là sử dụng by ha? Thì nhỉ? Chúng ta phải sử dụng by. Đúng rồi. By my brother. Ok. Được chưa? Đó. Đó. Câu tiếp theo là ok. Đức Anh, con có thể take note ha. Những câu mà cô chữa con có thể take note. Những cái điểm con take note. Nào. My pet was. Ok.
Yeah, từ từ nghe tiếp nào. À, cái gì đấy? What is this? Câu này nào. It was healthy. It was healthy by me. Okay, now can you tell me healthy? What is the meaning of healthy? Khỏe mạnh. À, khỏe mạnh hả? À, câu gốc là gì hả? Câu gốc là như nào? Tú cơ khỏe mạnh bởi tôi. Nào, chúng ta có bao giờ nói là tú cơ khỏe mạnh của tôi không? À, khỏe mạnh bởi tôi không? Chúng ta nói như nào nhỉ? How do we say? Tú cơ khỏe mạnh của tôi. Nào, bad words. Okay, so this is past participle, past participant. Okay. Healthy. Okay, cô sẽ khoanh câu này nhá. Câu này tạm thời chúng ta sẽ để đây, chúng ta không sửa bởi vì chúng ta chưa rõ câu gốc. Tuy nhiên là những câu trên, okay, câu này đúng, nhưng mà chỉ có một chút là chính tả thôi. Okay, đừng anh chứa vào cho cô nhá. Where's my brother? Đưa anh nữa chữa vào cho cô những cái phần này nha. I was given a book by my brother. By my brother. Finished? Okay. Now, can you help me to... Okay. Now, stolen. What is the meaning of stolen? Mất ăn trộm. Ừ, ăn trộm đúng không? Bị đánh cắp, bị ăn trộm đúng không? Và cái động từ ở thì hiện tại đơn của nó là gì? No, ở trong câu gốc cô có ghi rồi. Trong câu gốc cô có ghi cái từ ở thì quá khứ đơn của cái bạn stolen rồi. Đã được anh mở lại cho cô nào. Được anh nào, bây giờ được anh mở quyển động từ bút viết tắt ra. Nào, chúng ta sẽ có từ gì? Sư vi nhỉ? Ăn cắp ăn trộm á, bị ăn cắp ăn trộm á là gì nhỉ? À, ok. Vậy chúng ta tí nữa cô sẽ chờ đáp án của con sau. Nào, chúng ta sẽ có cái từ này là bị ăn cắp ăn trộm, đúng không? Thế cái từ mà ăn cắp ăn trộm chúng ta đã học rồi. Bây giờ cô phát âm lại xem các anh còn nhớ không nhá. Steal. Con còn nhớ không? Do you remember steal? What? Still. Hello? S? T? S T V now. E A chữ gì nữa nhỉ? Still. S T E A L. Đúng không? L. Ok.
Yeah, okay. Still, đấy là still vẫn. Ok, tuy nhiên là cái từ ăn cắp ăn trộm của chúng ta thì hiện tại đơn thế này nhá. Ok, it is spelled S-T-E-A-L. Do you see it? Ok, con nghe thấy không? S-T. Ok, good job. Rồi, vậy chúng ta nhớ nhá. Stole, stole, stolen. Cô sẽ viết cho con. Stole. Và quá khứ của nó sẽ là stolen. À, sorry, verb phân thứ hai nhá. Verb phân thứ hai của nó sẽ là stolen. Được chưa? Stolen. Nào, thế còn quá khứ của nó là gì? Đương nhiên là gì nhỉ? Stole, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là steal, stole và stolen. Ok. Can you see it? Con có nhìn thấy không? Yeah. Ok. Yeah, steal thì hiện tại stole là quá khứ ở quá khứ và stolen là verb phân từ cột 2. Yes, ok. Finished? Yeah. Ừ, ok. Ok, so we will continue with this. Now, in the last lesson we talked about hobbies, we talk about where do we come from, right? Now, so today we will continue with this. Okay, now, so we have some topics and we usually meet them. Do you see my screen? Yes. Okay, so we have popular topic. We have popular topic. Okay, I will show you now. Okay, now we have popular topic. Now, okay. Okay, we have topic about music, sport, cinema and TV. Reading, traveling, work, shopping, future plans, past experience, family, personal interest, and education. So now, did I? Okay, now, in this box, do you have any new word? Is there any new word? Yes, okay, can you tell me? What are your new word? Past. It's cái từ Paris bar. Shopping? No. Past experience. It means những trải nghiệm trong quá khứ. Now, past của chúng ta là quá khứ. Okay. But past experience là trải nghiệm quá khứ. Trải nghiệm trong quá khứ. Okay, đưa anh ghi nhé. Trải nghiệm trong quá khứ. Trước khi ghi thì Đức Anh hãy ghi cho cô là speaking mở ngoặc ra ghi hai nhá. Speaking hôm nay là buổi 2 chúng ta nói về speaking này. Chúng ta sẽ ghi speaking viết in hoa như hôm trước và chúng ta sẽ mở ngoặc cho cô là 2, tức là buổi 2 chúng ta nói về speaking cái phần này. Speaking. Yes, okay. Now, we will pronounce together past experience. Past is born. Experience. Good job. Okay. Now, what else? Okay. Personal interest. Personal interest.
personal interest. Okay. Okay, có nghĩa là những sở thích cá nhân hoặc là những cái điều mà con hứng thú mang tính cá nhân thì chúng ta sẽ nói là sở thích cá nhân ha. Sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân. Mỗi người đều có những cái sở thích cá nhân. Okay, so what happened? What happened? Education. Okay. Education is mean giáo dục. Những chủ đề về giáo dục. Cô sẽ nói cho con dần dần education. Giáo dục. Okay. Now, chúng ta có từ hobbies. Hobbies bằng với interest. Hobby. Đồng nghĩa ha, hobby bằng với cả interest. Đều có nghĩa là sở thích. Okay. Hobbies bằng với interest. Đều có nghĩa là sở thích. Yes, okay. Now, so okay, do you understand future plans? Future plans. Do you know future plans? Tương lai. À, tương lai plans. Hành tinh. À, hành tinh. Ồ, hành tinh tương lai hả? Okay, planet. Planet của chúng ta là hành tinh. Còn the plan của chúng ta là kế hoạch. Cây. À, đúng rồi, cây của chúng ta. Đúng là cô phát âm đúng giống chữ cây nhờ. Đúng rồi, planet của chúng ta. Plan, plan. Này là cây này. Ok, hành tinh của chúng ta là planet. Hành tinh. Ok, còn đâu plan này có nghĩa là kế hoạch. Kế hoạch nhá. Bây giờ câu hỏi là thế kế hoạch của Đức Anh ngày mai làm gì? What is your plan tomorrow? Kế hoạch của con ngày mai làm gì? Kế hoạch ngày mai là 7 giờ dậy ăn sáng, 9 giờ xem TV, 12 giờ ăn trưa, 2 giờ đi ngủ, 3 giờ dậy học, 5 giờ đi chơi đá bóng. Ví dụ như vậy. Ok, for example. Ok. Yes. Now. Ok. If I say hobby or interest, it means sở thích. Okay, if I ask you, what are your interests? So, my interest is reading book, playing game. Playing game. That's all. That's all. Okay, that's all. Yeah, okay. Now, so, okay, Đức Anh, you can write plan is mean kế hoạch. Future plan is mean kế hoạch tương lai. Future plan, kế hoạch tương lai. Future plan, kế hoạch tương lai. Yeah, future plan, kế hoạch tương lai. Future plan. Finished? Yeah, okay. Now let's go. Okay. Okay, so yesterday in the last lesson we talked about family. So I asked you how many members are there in your family, right? Okay. Okay. So Đức Anh, do you see it? Do you see it? Okay, now chúng ta có một cách nữa. Đấy là gì đây? I am working as. Ví dụ nhá, chúng ta nói là tôi là học sinh đúng không? Hello Đức Anh, what are you doing? Okay, you talking to your brother, right? No.
No, okay. Okay, I just asked from knowing that what are you doing, right? Okay, chúng ta có như không? Bây giờ chúng ta nói là I am working as có nghĩa là tôi làm việc như là một bác sĩ hay là tôi làm việc như là một cô giáo. Ví dụ như con hỏi cô đi, cô hỏi con, đưa anh hỏi cô là cái câu hỏi về nghề nghiệp thì con hỏi như nào? Nào. What do what you work? Okay, again, again. What do you work? What do you work? À, ok, nào chúng ta sẽ chỉ nói là what do you do? Do you work or study? Con hỏi câu này. Do you work or study? Cô hỏi con hỏi cô, con hỏi cô. Ask me. Cô hỏi what? Ok. Cứ hỏi con đi. What do your job? Ok, thì chúng ta sẽ nói là what is your job? Rồi, ok, cô hiểu ý con rồi. Bây giờ chúng ta có các cách như sau nhá. Đức Anh nhìn thấy câu này của cô chưa? Do you work or study? Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có những cách khác. Bây giờ Đức Anh ghi thêm cho cô này. Con ghi thêm do you work or study bằng với cả what is your job? Ok. Oh, sorry. What is your job? Bằng với cả what do you do? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Ok. Yeah, chúng ta có các cách hỏi như vậy. Bạn làm nghề gì? What is your job? What do you do? Do you work or study? Ok. Finished? No, not yet. Okay, keep writing. Tiếp tục viết đi con. Con viết xong chưa? Yes. Okay, now we will practice now. Okay, so what is your job? I asked you, what do you do? What do you do? Tôi là một học sinh. I'm a student. I am a student. Good job. Ok, bây giờ con hỏi cô đi. Con hỏi cô là bạn làm nghề gì đi. What is your job? Ok. I am working as an English teacher. English teacher. Giáo viên tiếng Anh. Ok. I am working as an English teacher. Ok, cô là giáo viên dạy tiếng Anh. Thì cô sẽ nói như vậy. Thế bây giờ nhá, chúng ta có cái phần này. Câu trả lời nữa. Ok, I am working as cộng với nghề nghiệp. Cộng với nghề nghiệp. Với nghề nghiệp. Và nghề nghiệp trong tiếng Anh sẽ là job. Nghề nghiệp trong tiếng Anh sẽ là job. Được chưa? Nghề nghiệp trong tiếng Anh nghĩa là job. Ok. Nào. Ok, con ghi đi. Finished?
finish. Okay, finish now. Okay, now can you tell me? Can you tell me how many yards do you know? 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 Có bao nhiêu công việc Đức Anh biết? Now, can you tell me? Hello. Okay, hello. Yes. Okay, có nhìn thấy cô không? Có. Okay. Tại sao nó lại bị bắn ra mà chúng ta tự nhiên cô lại bị thoát? Con có bị thoát không? Không. Không. Okay, rồi chúng ta tiếp tục nha. Nào. Okay, chúng ta đang nói phần Đức Anh đã ghi phần của cô chưa? I am working as cộng với cả việc cộng với nghề nghiệp chưa? Rồi. Ừ. Nghề nghiệp trong tiếng Anh là gì? How do you say? Job. Job. Okay. Nào, bây giờ cô hỏi là có bao nhiêu công việc mà Đức Anh biết trong tiếng Anh nào? Con kể cho cô những công việc này. Hello. Cái hỏi lại đúng hình rồi. Okay. Gì nhỉ? Carpenter. Okay, good job. Pilot. Pilot. Police. Police, okay. Police. Good job. Teacher. Teacher, right? Teacher or what? Yeah. Yeah, teacher, okay. Yes, good job. Okay, rồi. That's okay. Now, vậy thì ha, bây giờ cô sẽ nói và cô sẽ hỏi Đức Anh làm nghề gì, Đức Anh đóng giả, Đức Anh trả lời cho cô ha. Now. Okay, so are you ready? Are you ready? Yes. Yes, I'm. Yes, I'm. I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay, what is your job, Đức Anh? What is your job, Đức Anh? Bây giờ con trả lời bằng cái cấu trúc này cho cô. I am working as student. Okay, rồi I am working as the student. Chúng ta sẽ không nói là working as student bởi vì đây là làm việc. Thì tức là con đã đi làm rồi, con không học nữa. Thì con sẽ nói những cái nghề nghiệp thôi. Con không nói student nhá. Con chỉ nói những nghề nghiệp của cô thôi. Okay, nào. Cô hỏi lại nhá. What is your job? My job is làm cái vừa lấy tự biện. Tự biện đúng rồi, tự biện rồi. Yes, we are. My job is teacher. Teacher, okay. Okay. Carpenter. Carpenter. Ô, nhiều job. Ô, Đức Anh làm nhiều job cùng một lúc vậy hả? Con làm nhiều cô nghề nghiệp cùng một lúc vậy hả? Okay, cô sẽ hỏi lại nhá. Rồi, now, what do you do? Bây giờ thay đổi câu hỏi. Bây giờ thay đổi câu trả lời nhá. What do you do? Tôi làm phi công ha. I'm a pilot. Okay, good job. Yeah, okay, great. Rồi, tiếp ha. Okay. Nào, chúng ta sẽ có phần này như sau. Bây giờ Đức Anh sẽ về nhà nhá, liệt kê cho cô tất cả những cái tên
Đức Anh, con về nhà hãy tìm cho cô 10 cái tên. Ok, cô sẽ viết 10 tên công việc trong tiếng Anh. 10 tên công việc tiếng Anh. Hỏi và trả lời. Hello Đức Anh. Hỏi và trả lời. Hello. Yes. Ok, hỏi và trả lời. Và phần hỏi nhá. Trong phần hỏi này, hỏi chúng ta sẽ sử dụng. Ôi, yes, ok. Trong phần hỏi nhá, chúng ta sẽ sử dụng 3 cách hỏi. 3 cách hỏi về nghề nghiệp nhá. 3 cách hỏi nào. Có những cách hỏi nào nào? What are they? Có 3 cách hỏi về nghề nghiệp, đấy là những cách nào nào? Đức Anh nói nào. Hello. Cũng chết rồi, bị đứng hình rồi. What do you do? What do you do? Gì nữa? What else? Oh oh. Gì nữa? What do you do? Ok. What is... Cái gì nhở? You work. What do you do? Nữa, con nói lại nào. What do you do? Ok. What are you work? À, no. Chúng ta có 3 cách, đấy là gì nhở? Do you study or work? Cách thứ hai là gì? What do you do? Cách thứ ba là gì? What is your job? Được chưa? Có 3 cách nhá. Được chưa? Yes. Và trả lời, phần trả lời của cô. Phần trả lời. Đấy là phải trả lời đóng vai nhá. Đóng vai 10. Đóng vai sorry, trả lời đấy là 10 tên công việc. 10 tên công việc. Nhớ chưa? Được không nhỉ? 10 tên công việc mà con tìm thấy. Được không? Ok. Nào, Đức Anh. How many new words do we learn? Have you learned this lesson? Three. Okay, can you tell me what are they? Personal interest. Okay. Past experience. Okay, good job. What else? Education. Yes. Future plans. Future plans. Okay. That's all. Okay. Now, okay. Sau về nhà chúng ta sẽ làm bài tập này cho cô nha. Okay. Yeah. Do you understand what we? Okay. Rồi. Now, any question? Con có hỏi cô gì nữa không? No. Okay. Vậy về nhà nhá. Làm cho cô và ghi âm nhá. Viết ra. Viết câu trả lời cho cô xong vẫn phải gửi bản ghi âm, được không? Như hôm trước. Ok, can you do it? Ok, yeah. Great job, yes. Ok, nào thì chúc cô ngủ ngon và hẹn gặp lại cô như thế nào? Goodbye. Ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Ok. Học sinh ơi là học sinh tôi.